Xin chào, có phải các bạn đang tìm hiểu về cái chiếc gậy tự sướng đắt nhất thế giới này không? Chiếc gậy tự sướng, kim gimbal chống rung, kim mini tripod dành cho điện thoại. Tất cả trong một đúng không? Đa di năng thế này thì nó làm được những cái gì? Khi trên tay cái cây gậy này thì cảm nhận của các bạn chắc chắn sẽ là quá nhỏ gọn. Wow! Mất chưa đến 10 giây để chúng ta có thể bắt đầu sử dụng. Bởi vì gọn nhẹ nên việc mang đi bên người rất dễ dàng. Chỉ cần cho vào túi, thế là xong. Không cần phải có những thiết kế cầu kỳ, chiếc gậy này vẫn đủ sức thỏa mãn rất nhiều nhu cầu của các bạn trẻ đam mê quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại. Với mình, việc lược bớt một trục của gimbal rất đáng để đánh đổi. Vì giờ đây thì không cần phải có thêm bất kỳ chiếc hộp đựng cồng kềnh nào nữa. Đổi lại, một chiếc gậy tự sướng có chống rung sẽ mở ra cho các bạn rất nhiều không gian để sáng tạo. Gimbal sinh ra với mục đích giúp những thước phim quay được trở nên mượt mà hơn, nên bài kiểm tra đầu tiên luôn là những đánh giá về khả năng chống rung của chúng. Với mình, mất đi trục thứ ba cũng làm ảnh hưởng kha khá đến khả năng chống rung. Tuy nhiên, với việc di chuyển nhẹ nhàng như đi bộ, chạy xe máy thì gimbal vẫn cân được tốt. Chỉ có hơi đuối ở khoảng chạy nhanh mà thôi. Gimbal có hỗ trợ tracking vật thể, tuy nhiên chỉ hoạt động ở trên Full HD và ở 30 frame, còn không hoạt động trên 4K hay là 60 frame. Phần mềm hỗ trợ của gimbal có riêng một kho các cái template về cú máy, tức là nó sẽ tạo sẵn những cái mẫu này, các bạn chỉ việc áp dụng là có thể có được những thước phim ưng ý. Có một điểm rất là hay, đó là các bạn vẫn có thể dùng phím của gimbal kết hợp với những app chụp ảnh khác. Từ đó thì các bạn có thể tha hồ mà dùng những phần mềm bên thứ ba.
Bản thân mình thì vẫn thích việc tự quay rồi về dựng, dựng nên những cái đoạn video theo đúng ý mình hơn. Việc dùng app thì có khi lại không ra đúng ý, cho nên là chỉ khi mà thật sự lười á, thì mình mới dùng đến những cái tính năng này của chiếc gimbal. Các thao tác phím bấm cũng rất là dễ làm quen, ngồi vọc một tí là mò ra ngay. Gimbal cho điện thoại trước đây khá là to và cồng kềnh, nên việc ra đời ngày càng nhiều những chiếc gimbal tối giản như thế này, nhiều công dụng như chiếc gậy tự sướng này là một điểm rất là thú vị. Và các bạn có thể thấy là mình có thể sử dụng gimbal với nhiều cái mục đích khác nhau. Mình có thể tạo ra được những cái đoạn video mà kỷ niệm vui với người thân, bạn bè. Những cái chuyến đi của mình sẽ được lưu lại với một cái chất lượng tốt hơn nhờ vào khả năng chống rung của một cái gimbal. Và đó là một cái mục đích rất là cao cả của những cái hãng sản xuất gimbal, để mà cho những cái đoạn video của mình trở nên có giá trị hơn trong cái tương lai. Chứ còn ở thời điểm hiện tại, khi mà các bạn quay những cái đoạn video đó, đôi khi là các bạn sẽ không cảm nhận được cái gì hết, nhưng mà có thể 10 năm sau mình xem lại, mình sẽ nhớ những cái chuyến đi đó, mình sẽ nhớ những con người đó, và mình sẽ cảm thấy biết ơn bởi vì cái thời điểm này mình đã quay được những cái đoạn video rất là chất lượng, để mình không bị mất cảm xúc khi mà mình xem lại một ngày nào đó chẳng hạn. Thông tin về cái chiếc gimbal này đều được mình để ở dưới cái đường link mô tả, cái đường link đầu tiên ở dưới description, cho nên các bạn có thể nhấn vào xem và tham khảo xem, và có thể tìm cái tên này để mà nghe rất nhiều người khác cảm nhận về chiếc gimbal này ở trên cái YouTube này. Cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Mình sẽ ra video lại thường xuyên hơn ha. Lâu quá rồi, nhớ tất cả mọi người.